Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Nha Đam và Cây Trồng. Thì hôm nay mình chia sẻ cái dàn chậu thọ mà mình trồng bữa rồi. Bữa rồi mình trồng là ngày 15. Hôm nay là ngày 30 rồi, tức là khoảng 15 ngày. Đó, thì đây là cái dàn thọ của mình. Nói chung là mình lần đầu tiên mình mới trồng. Cái đó mình cũng biết cái gì thì mình cũng chia sẻ với mọi người cái đó. Chủ yếu là chia sẻ để cùng nhau rút kinh nghiệm thôi. Thì qua cái quá trình mình trồng khoảng 15 ngày thì mình mới có một số vấn đề sau đây. Mọi người thấy nè. Ở đây trong cái dàn này thì mình có hai lứa. Lứa mình trồng trước khoảng 2-3 ngày vậy đó. Nhưng mà cái lứa đó thì cái cây nó mình mua là, tức là cái cây này nó ươm đã quá ngày. Nó bán vòng vòng ngoài đường. Do đó thì cái quá trình trồng mình thấy là cây này nó khả năng sinh trưởng nó rất là thấp, tức là nó không có tốt, cây rất là eo ọt. Còn bên đây á, là cái cây mà mình mua ở cái tại cái vườn ươm, tức là nó ươm mà đúng ngày thì bắt đầu nó mới bán. Thì mình thấy mặc dù nó trồng sao nhưng tốc độ sinh trưởng nó rất là tốt. Và cái cây của nó mình để rất là út. Cái nó giống như gọi là cây tơ. Còn anh này thì anh hơi quá ngày. Một số cây mình nó không phát, mình đã bỏ nó rồi. Thì trong cái lứa này thì được cái cây này. Mình thấy hai cây này thì nó im đó, mình thấy nó rất là tốt, phát triển rất là mạnh. Thì trong quá trình trồng thì mình mới rút ra một số vấn đề. Thứ nhất là mọi người hạn chế cái việc là, nếu mình trồng, hạn chế việc mua những cây mà nó quá cái ngày ươm thì cái khả năng sinh trưởng nó rất là thấp. Thứ hai là trong quá trình trồng thì mọi người cũng chú ý luôn là khi mình trồng thì mình lựa những cái cây sao cho nó tương đối là nó đều nhau. Đây là một cái kinh nghiệm. Và khi tại vì khi nó lên rồi mình mới phát hiện, đây mọi người thấy cái chậu này về cơ bản thì vẫn không đến đổi. Cái cây bên đây thì nó phát triển vẫn là tốt nhưng rõ ràng nó thấp hơn. Còn cây bên đây thì cao hơn. Đó. Thì dẫn đến hiện tượng là cái chậu mình nó sẽ bị lệch rồi nó không có đẹp. Thì cái cách này có thể là mình xử lý là khi mà mình bấm ngọn, bấm đọt để cho nó ra ấy đó, ra bông đó, thì mình có thể ngắt sao cho hai bên nó đều nhau lại. Nhưng mà rõ ràng nếu mình để gì thì cái chậu nó không có đẹp đi. Thứ hai nữa là trong quá trình trồng thì mình cũng sơ ý nên nó có dẫn đến một cái hiện tượng này. Mọi người nhìn thấy cái chậu này nè, cái anh này là cây rất là tốt nhưng cuối cùng anh mất tiêu. Đó. Thì nguyên nhân là chậu chỗ mình đó, nó có hiện tượng là ban đêm mấy con ốc ma đó nó ra nó cắn của mình đâu hết mười mấy cây mà mình cứ tưởng là con gì, không tới giờ phát hiện ra thì ra là con ốc. Và mình đã ban đêm mình đi soi nó thì mình phát hiện và mình đã bắt nó ra đó. Ốc nó cắn nha. Đây mọi người nhìn thấy bên đây là cái lứa mà mình trồng sao ha, nhưng mà một số cây mình thấy nó phát còn mạnh hơn cái lứa đầu mình trồng nữa. Tại vì cây này là cây ươm đúng ngày đó. Thì khoảng 30 ngày thì mình sẽ tiến hành mình bấm ngọn đó. Thì sau đó mình chia sẻ với mọi người. Đây, chậu bên đây thì mình thấy nó không có được đều. Tới bấm ngọn thì mình sẽ xử lý lại. Nhưng mà rõ ràng mình lựa chọn sao cho nó hợp lý. Đây, chậu này thì thấy hai cây này thì phát triển tốt. Còn cây bên đây thì nó không bằng. Cái này là mình trồng để mình lấy kinh nghiệm, sẵn chia sẻ mọi người luôn, biết gì sẽ xảy đó. Cây này thì lúc đầu nó cũng bị con ốc ma nó cắn, nó đứt một số lá. Đây, ốc ma nó xử lý mình hết mấy cây, rất là ổn. Còn cây này là nó cắn ngang cái đọt luôn, nó mất tiêu luôn. Thì đó là mình chia sẻ mọi người. Thì khi mình trồng thì thông thường mình xử lý có hai loại phân này. Và phân mình là mình sử dụng nó là phân hữu cơ, tức là rất 10 đó. Mình thấy là nó theo tốc độ phát thì mình thấy nó cũng rất là tốt. Và cây thọ thì mình để nó phát rất là nhanh. Ngày hôm trước, ngày hôm sau là nó khác nhau xa rồi. Thì khi nó phát tí nữa thì mình sẽ tiến hành bấm ngọn đó. Thì theo cách chỉ bấm ngọn đó thì mình sẽ đếm từ lá chân lên, bỏ cái khoảng cuối đi, cái lá cuối đi. Đây là 5 cặp lá. 1, 2, 3, 4, 5. Giống như cây này là mình có thể bấm được nè. Nhưng mà mình để mình cho nó
thêm vài ngày nữa thì mình mới tiến hành bóng ngọn. Rồi, đó là chia sẻ với mọi người cái vườn thọ mình trồng nhà. Nói chung là trồng để trưng trong nhà thôi. Cây nào đẹp, ai mua thì mình cũng bán. Còn đây là cái dàn mai mà mình của mình đây. Thì năm nay thì mai của mình nó ra quá sớm. Có thể là kỹ thuật mình không biết. Nhờ một số cây nó tàn luôn. Bông rất là đẹp, bông nó chùm lắm. Năm trước bông dữ, nó còn rất là nhiều nè. Thì hàng năm thì theo nếu đúng là cái năm hỗn nhuận thì có thể là cái mai này nó vừa, nhưng mà năm nay thì nó theo mình là quá sớm. Bông dàn mai này bông rất là đẹp ha. Rồi thôi, chào mọi người.